Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. Khu vực Thanh Hóa sẽ phải tiết giảm 400 MW điện vào thời điểm nắng nóng cực đoan. Khoảng 500 người còn hoạt động trong Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại Thanh Hóa. Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành công điện số 469 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương phải coi đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết. Các bộ ngành tập trung hướng dẫn các địa phương về các quy định thuộc lĩnh vực của mình để giải quyết vướng mắc hiện tại, không trả lời né tránh. Trong đó, một số nhiệm vụ cấp bách và quan trọng được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ban ngành và địa phương như tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư dự án bất động sản, người mua nhà tiếp cận nguồn vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc xác định giá đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chung sức đồng tâm hợp lực để vượt qua khó khăn thách thức, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Trước tình hình vừa qua xảy ra một số vụ ngộ độc botulinum tại thành phố Hồ Chí Minh vô cùng nguy hiểm vì hiện Việt Nam chưa có sẵn thuốc giải, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có công văn gửi các địa phương về việc tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do Clostridium botulinum. Bộ Y tế đề nghị cơ quan chức năng cần đình chỉ ngay hoạt động của các cơ sở gây ra ngộ độc, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các hộ kinh doanh trên địa bàn không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, người dân không sử dụng những sản phẩm giò chả không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, các cơ sở, các hộ kinh doanh đảm bảo các biện pháp vệ sinh, bao gói sản phẩm, hạn chế sử dụng thiết bị đóng túi hút chân không, tạo điều kiện môi trường yếm khí, thuận lợi cho Clostridium botulinum phát triển. Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm một số tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất để kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc xảy ra. Ngộ độc botulinum là một tình trạng cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tử vong do vi khuẩn Clostridium botulinum gây ra. Vi khuẩn này tồn tại trong môi trường thiếu oxy, nghĩa là đồ càng kín, đóng hộp sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển tốt. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đang khẩn trương triển khai thành lập các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung. Vào các thời điểm nắng nóng cực đoan, theo kịch bản phân bổ của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, thì khu vực Thanh Hóa sẽ phải tiết giảm công suất, sử dụng điện trên 400 MW. Vì vậy, điều chỉnh phụ tải phi thương mại với các khách hàng 110 kV là giải pháp hữu hiệu, nhận được sự chia sẻ tích cực từ các khách hàng lớn của ngành điện. Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phân nhóm khách hàng 110 kV và lập phương thức tiết giảm luân phiên theo ngày để các đơn vị chủ động trong sản xuất kinh doanh, hạn chế gián đoạn cung cấp điện đột xuất. Ngoài ra, Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục thực hiện điều chỉnh phụ tải phi thương mại với các khách hàng lưới trung thế khoảng 68 MW. Thực tế cho thấy, cùng với việc thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành điện về sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả, các doanh nghiệp cũng thể hiện rõ sự chia sẻ khó khăn với ngành điện, chủ động xây dựng các kế hoạch tiết giảm điện và chuyển đổi thay thế công nghệ sản xuất và các thiết bị điện, điện tử lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng sang các công nghệ thiết bị mới, sử dụng ít điện năng lượng. Tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á-Thái Bình Dương năm 2023, APO 2023 do Mông Cổ đăng cai, tổ chức từ ngày 21 đến 29 tháng 5 năm 2023, em Lê Viết Hoàng Anh, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn đã được nhận bằng khen của ban tổ chức. Tham dự APSO 2023, cả 8 thí sinh của đội tuyển Việt Nam đều đoạt giải, gồm 4 huy chương đồng và 4 bằng khen. Trong số 4 học sinh nhận bằng khen, Thanh Hóa vinh dự có em Lê Viết Hoàng Anh, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn. Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á-Thái Bình Dương năm 2023 do Mông Cổ đăng cai tổ chức từ ngày 21 đến 29 tháng 5 năm 2023. Theo quy chế của cuộc thi APSO, học sinh làm các bài thi lý thuyết và thực hành, mỗi bài thi trong 300 phút, 5 tiếng. Tham dự APSO năm nay có 26 đội tuyển từ 25 nước và vùng lãnh thổ với 195 thí sinh. Đoàn Việt Nam là một trong 7 đoàn có 100% học sinh đoạt giải. Sau một thời gian yên ắng, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã quay trở lại một số địa phương.
Theo nắm bắt của lực lượng công an, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 500 người đang hoạt động trong tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ với 16 điểm sinh hoạt, tập trung phần lớn ở thành phố Thanh Hóa. Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là một tổ chức tự xưng hoạt động tôn giáo trái phép, còn có tên gọi khác là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Mẹ, Hội Thánh Đức Chúa Trời làm chứng cho Chúa Giê-xu có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Mặc dù chúng giao giảng lấy giáo lý cơ bản từ Kinh Thánh, nhưng biến tướng sai lệch với nhiều quan điểm cực đoan như chỉ xem trọng bản thân, coi thường người thân, gia đình. Do đó, tổ chức này bị chính Tin Lành giáo tẩy chay, thậm chí còn coi là tà giáo. Tại Việt Nam, cách thức hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ hoàn toàn vi phạm pháp luật. Theo điều tra, những người tin theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ thường ở độ tuổi từ 18 đến 50, phần nhiều là sinh viên, phụ nữ nội trợ. Các đối tượng cầm đầu thường lựa chọn mục tiêu là những người gặp khó khăn, bất trắc trong cuộc sống, ốm đau, làm ăn thua lỗ để tiếp cận, dụ dỗ lôi kéo tham gia hội. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng cho biết, các đối tượng được xem là chủ chốt trong Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ thường lợi dụng danh nghĩa mở các văn phòng đại diện, thành lập công ty, buôn bán hàng đa cấp, trung tâm từ thiện, nhân đạo trá hình với mục đích là tuyên truyền phát triển tổ chức. Dưới vỏ bọc là nhân viên như gia sư, bán hàng online, kinh doanh, buôn bán các sản phẩm hàng tiêu dùng như thiết bị điện, đồ gia dụng, máy lọc nước, tổ chức các hoạt động từ thiện. Các thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tìm cách tiếp cận người dân, sau đó dò la tâm lý, nắm bắt sở thích, thói quen của từng người để dụ dỗ, lôi kéo. Khi đã có danh sách các hội viên tiềm năng, các đối tượng này tiếp tục cử hội viên thường xuyên gọi điện, gặp gỡ, chăm sóc và tuyên truyền đạo để lôi kéo hội viên tham gia. Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người cần phải tỉnh táo nhận diện, nâng cao cảnh giác đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền lừa bịp của các hội, nhóm tôn giáo trái phép, không để bản thân và người thân trong gia đình bị mắc lừa, tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ gây ảnh hưởng xấu đến bản thân, gia đình và xã hội. Trường hợp phát hiện có người nghi vấn hoạt động tuyên truyền đạo trái phép, ép buộc, lôi kéo người khác tham gia các tổ chức tôn giáo trái pháp luật, cần chủ động vạch trần bản chất của đối tượng và thông báo ngay cho chính quyền địa phương và ngành chức năng để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Tối ngày 28 tháng 5, cán bộ chiến sĩ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khu vực 1, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Thanh Hóa đã giải cứu và đưa ra ngoài an toàn một người đàn ông cố thủ bên trong ngôi nhà đang bốc cháy tại thôn Khang Thọ Hưng, xã Hoàng Đức, huyện Hoàng Hóa. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 50 cùng ngày, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tiếp nhận tin báo từ người dân về vụ cháy nhà dân tại thôn Khang Thọ Hưng, xã Hoàng Đức, huyện Hoàng Hóa. Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, đơn vị đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai phương án chữa cháy. Tại hiện trường, qua trinh sát nắm tình hình, lực lượng cảnh sát nhận định có một người đàn ông khóa trái cửa, cố thủ bên trong ngôi nhà. Phía ngoài sân nhà, ngọn lửa đang bốc cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy đồng thời, sử dụng kìm cộng lực phá khóa tiến vào bên trong ngôi nhà để giải cứu người đàn ông ra ngoài. Sau ít phút, đã đưa được người đàn ông ra ngoài với tình trạng sức khỏe ổn định, đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Người đàn ông này được xác định là ông C, sinh năm 1958, trú tại địa chỉ trên. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc trên. Một tòa án ở Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ hành khách đã mở cửa máy bay của hãng hàng không Asian Airlines vài phút trước khi máy bay hạ cánh. Sự việc xảy ra vào ngày 26 tháng 5 vừa qua. Một người đàn ông ở độ tuổi 30 đã mở cửa thoát hiểm máy bay khi chiếc Airbus A321-200 ở độ cao khoảng 200m so với mặt đất ở Daegu, Hàn Quốc gây ra sự hoảng loạn trên máy bay vào ngày 26 tháng 5. Tòa án quận Daegu đã cáo buộc người đàn ông về tội vi phạm luật an toàn hàng không, nói rằng có nguy cơ, anh ta có thể cố gắng bỏ trốn trước khi bị xét xử. Theo hãng thông tấn Yonhap, lệnh này cho phép cảnh sát giam giữ anh ta lâu hơn, anh ta không bị buộc tội tại phiên điều trần ngày 28 tháng 5. Người đàn ông này cho biết anh mở cửa vì muốn nhanh chóng xuống máy bay và cũng thừa nhận bản thân mình bị trầm cảm do công việc. Sự việc khiến 12 người đã phải nhập viện vì khó thở, rất may chuyến bay đã hạ cánh an toàn. Ngay sau đó, Asian Airlines đã chính thức thông tin ngừng bán vé các ghế gần lối ra nhất trên máy bay Airbus bắt đầu từ ngày 28 tháng 5. Theo đạo luật hàng không, hành động của khách hàng tự ý điều khiển mở cửa ra vào lối thoát hiểm hoặc các thiết bị của máy bay có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.